rất là cầu kỳ á, cũng hơi khó làm chút. Trước hết là chúc cho các bạn có được rất là nhiều sức khỏe ha, để mà mình làm mấy cái món này mới nổi nha. Bây giờ cái món mắm thái chay này nè, trước hết là tôi xin giới thiệu những cái nguyên liệu để mình làm các bạn nha. Bây giờ mình đi chợ này mình mua 10 cái trái khóm này nè. Đó, đây là trái khóm nè. Mình mua rồi á, mình gọt nè. Thời gian nha các bạn nha. Mình gọt sẵn là mình vô cái bọc này nè, cho hộp vệ sinh nè. Đó, giờ mình gọt xong nè, rồi mình lấy cái mắt ra. Đó. À, tiện gì nè. Tiện gì nè, rồi lấy mắt ra ha. Vậy thôi chứ không có gì chán. Tiện gì đó là lấy mắt ra. Cũng dễ làm lắm. Dù khó một chút thôi chứ dễ làm lắm. Với 400 gram nè, tàu hủ ki lá vậy nè. Đây nè, là gia đình mình cũng có chia sẻ rồi luôn đó các bạn. Rồi mình nói vậy thôi chứ đi ra chợ mua thì cũng có bán rất là nhiều. Rồi đây là một ký gừng đó, mình mua một ký gừng non nè. À, 3 ký cải đỏ, 3 ký cải đỏ. Rồi ở đây là cái đu đủ đường nè. Mình cũng đã có chia sẻ rồi, đu đủ mà mình bào ra rồi mình sẽ ngâm đường nè, cái này cũng chia sẻ rồi nè. Cái này thành phần này là 10 ký. Rồi đây đậu này nè, mình cũng có cái chia sẻ rồi đó. Còn mình ra chợ mình mua, rồi cái shop của Hiếu Quỳnh nè, ta cũng bán nhóc hết trơn nha. 2 ký mắm đậu nè. À, cái này á, trong tổng cái giới thiệu nãy giờ đó là nó sẽ được ra thành phẩm là 21 ký. Nếu mà các bạn làm ăn trong gia đình của mình á, độ khoảng chừng 2 ký thì mình chia nhỏ cái này ra 10 lần, có nghĩa là 3 ký cải đỏ mình mua 300 gram thôi. Cái đó tôi nói vậy đó ha, bởi vì đây là mình hộ kinh doanh, mình kinh doanh cũng không có lớn đâu các bạn, mình cũng hộ kinh doanh cũng tương đối thôi, để mình chia sẻ cùng với nhau trong cái vấn đề vừa kinh doanh mà vừa chia sẻ cho các bạn ở nhà mình cũng làm để mình dùng được ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình làm nha. À, đu đủ đường này nè, cái thời ra mình đã có chia sẻ riêng một cái clip này. Cái mắm đậu này cũng vậy nè, mình cũng đã có chia sẻ riêng cái này. Cái thời gian của mấy cái này á, nó lâu dữ lắm, thành ra là mình cũng đều có chia sẻ hết. Rồi bữa nay mình tổng hợp mấy cái này lại, mình làm một cái món mắm chay, mắm thái chay nha các bạn nha. Tóm này cũng dễ thôi, nó sắc trước hết là mình sắc phanh. Cũng dễ làm ra không, đâu có khó gì đâu. Không quen thì mình làm ít như vậy thôi, cũng y vậy luôn. Đó. Mình dùng cái tay gia đình thì mình rửa sạch mình ấy đi chứ có cái bao tay rồi khó làm lắm. Đó, nó sắc vậy nè, nó sắc lẹ ghê không, mấy hồi chục trái sắc chút xíu xong. Đó, sắc cộng vậy đó. Sắc kiểu này vậy đó, là thay thế cái mắm thái y mặn đó. Đó. Mình cũng bào. Trước hết cái mình bào nè. Đó. Tại vì bào lát đi rồi mình sắc đi gừng á thì bào cộng hơn luôn không được. Rồi, lý do là vì nó có cái sớ chẳng cứng lắm. Gừng non làm nó ấy ha. Gừng thì cái này cũng tùy theo mùa thôi, chứ có lúc có mùa mình mua non cũng đâu có đâu, nhưng mà chủ yếu mình mua gừng non á thì nó ngon. Xiên á, mình kỹ kỹ á, thì mình sắp lại cho nó vuông vắn. Nếu mình không xiên, mình không kỹ thì mình lùa vô, mình miễn sao mình sắc cái thành sợi nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Đó. Mình không quen á, thì mình sắc ít, còn nếu mà mình quen thì mình chồng lên cho một đống luôn, mình sắc cho nó lẹ. Đó, miễn sao sắc nhỏ cộng vậy đó. Thơm. Cắt đầu cắt đít nó đi.
rồi để cái vỏ vậy luôn, bào luôn, tại vì còn muối nữa nè, mình rửa cho sạch đó, mình rửa sạch như này, mình để vỏ mình bào luôn, cái này bào nha, bào luôn nè. Thấy dễ làm không? Đó. Củ cải á. Củ cải rồi mình bỏ chung vô luôn, đặng một chút nữa mình muối. Đó. Mà điều á là cái gừng thì phải sắc, bị bào gì không có được đâu, nó không ngon nữa. Rồi, thấy không? Dễ làm không? Quá dễ làm luôn. Cái này mình bào á để mình các bạn nhìn á thấy rồi ấy thôi, chứ không phải mình đem mình để cái chỗ cái góc nào đó cho nó có cái lực á, mình đẩy cho nó nhẹ nhàng nha. Các bạn thấy hiểu cái cách của mình làm thôi, chứ mình để chỗ nào cũng có cái lực á, mình đẩy nó mới nhẹ tay. Bây giờ củ cải nè, mình bào nè. Đó, mình bào ra như thế này ha, là 3 kg ha. Với gừng á, gừng nè mình sắc rồi, cái này ha, gừng á là 1 kg, cải là 3 kg. Cải này thì mình bào. Đó. Còn cái này là mình sắc nè ha. Rồi. Muối hộp nè, 400 gram, bị cái này là 4 kg, tổng cái này đó là 4 kg, thì muối hộp này là 400 gram. Mình đổ vô chút nước vô để mà mình đổ vô đây nó dễ tan ra chứ không có gì trơn. Rồi mình làm tiếp tục nè ha, vô khoảng 1 lít nước đi, rồi mình dậy lên cho nó muối lên. Mình, nếu mà mình có thích đường ý, thích hàng chua, mình không có cử kiêng gì hết á, mình cho miếng vô đi rồi nó giòn, còn mình không thích thì thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ mình đổ vô trong đây nè, đó mình muối, rồi mình chờ cho tới khoảng 2-3 tiếng đồng hồ sau đó ha, cái này nó xẹp xuống rồi đó, cái mình kiếm đồ mình dằn lên, mình để là qua đi, tức là 24 tiếng. Bây giờ mình muối rồi, cái đó là về phần cải với gừng. Rồi bây giờ á, cái phần khóm mình sắc rồi nè, nó sắc cộng cộng như thế này nè, nó bây giờ mình đem đi xào, mình đem đi sên á cho nó thiệt là khô luôn để mà nó không có bị hư. Rồi tôi nói vậy đó chứ bây giờ đó tôi sẽ thực hiện nha, rồi mình gia đình mình làm cái món này muối là tới một đêm luôn. Ừ. 24 tiếng qua đêm luôn. Nhưng mà 3 tiếng đồng hồ sau đi rồi dằn lên nữa, dằn lên nữa. Đổ lên mình đổ cái khóm này vô vậy thôi à, chứ không có đổ, mình chỉ có đổ khóm vô thôi, rồi mình nấu một chút rồi ra nước, rồi mình sên cho cạn nước. Tự động là nó ra nước nè, ra nước với cả này nè, rồi mình sên nữa thì nào cho nó cạn luôn, cạn không còn một miếng nước này luôn, mình để lâu mới được. Đó. Bây giờ 10 cái khóm nè, mình cạo cái này nè mất 2 tiếng nè. Nó mới cạn khô nè, đó cạn khô rồi. Cái đó là nói cái thời gian thôi, chứ ăn thua mình xào sao mà cho nó cạn khô gì nè mới được. Đó vậy đó. Củ kỳ mình đổ vô lít dầu. Mình lửa nhẹ cho nó sôi sôi lên thôi nha, đừng lửa quá, lửa là chiên nó hơi khó đó. Trước khi mình chiên thì mình cũng phải lấy cái dày dày này nè, mình chiên riêng. Tại vì cái này nó hơi khó chín. Khó chín thì mình chiên riêng. Rồi mình phải thử trước nè. Thử trước nè cho coi nó có phồng lên không, rồi nó chiên nha, cái bị có cái chiên nó không phồng lên nè. Đó. Đó, phồng lên vậy đó. Lửa nhiều quá nó khét nha. Đó, dễ chiên ra không? Đó, mình làm mới ít thì mình chiên ít. Bởi cho nên nó dùng lửa nhẹ nhẹ. Chiên này nè, nó còn chút đỉnh nè các bạn nha, chút đỉnh dầu nè, cái mình bỏ 2 kg mắm đậu vô nè.
đó mình xào luôn đó, tờ 2 ký nha, 2 ký. Rồi xào luôn, cái này là xào sơ thôi, xào sơ thôi, xào chừng nào nó rút rút hết cái dầu này cái rồi là được rồi. Chín rồi cho nó có cái mùi mắm nè, mình làm chay đồ chay thì nó cũng phải có cái mùi mắm, cái mùi kêu bằng cái gì, mắm đậu chỗ kêu tương nhận đó, trông ghê không đó. Rồi vậy là xong rồi đó, rồi đó rồi nó vậy rồi, nhắc xuống giờ mình bóp cái này hết rồi đó. Mình có bao tay gì đó mình để vô mình bóp, đoạn này không có bao tay bị hơi xiên. Bây giờ á cái nguyên liệu khóm này đây, cái lửa khóm vô mắm đậu vô à. Rồi tiếp tục á đổ đu đủ vô, đổ đu đủ ngâm đường vô luôn 10 ký. Mình xào nấu thì cái này 3 tiếng đồng hồ rồi nè, nó ra nước nè đó. Bây giờ mình trộn nó lên cho nó thiệt là đều, rồi mình đè xuống nè, đó đè xuống nè cho nó ngập nước đó, thấy không đó. Rồi mình có cái gì dằn được lên nó dằn tùy theo đây nè, cũng thôi mình lấy cái thau mình độn lên như nè, dằn lên như nè, nó đặng cho nó đè xuống cho nó ngập nước nè, nè nó ngập nước gì nè mới được nha. Đó, để qua đêm. Đó, phần cải đỏ nè, với lại gần bình muối nè. Đó, muối 24 giờ rồi xong xuôi nè. Đó, bây giờ mình làm bếp á, mình kiếm cái bầu gì đó cũng được. Để mình ép cho nó khô, xong lọc vô. Để cho mình rửa, mà chỉ có một lần thôi nha. Tại vì giữ cái cách muối, xả rửa lại. Xả rửa lại mà chỉ một lần thôi, tại vì mình còn giữ cái chất mặn này lại nè, đồng đó, tặng một lát cái kiếm vật gì đó nặng thiệt nặng á, dằn lên cho nó khô luôn, ép cho nó khô nước hết luôn. Rồi lại kiếm cái gì nặng á, vật nặng thiệt nặng á, dằn lên cho nó 2-3 giờ đồng hồ vậy đó, cho nó thiệt là khô. Rồi đó, bây giờ mình ép nè, khô nè, khô gì nè, rồi nó ra đó, rồi nó ra cho nó đều, mình ép cho nó thiệt là khô gì nè, mình tòi ra nè, nó khô nè, nó khô gì nè, tặng mình còn vô đường rồi mình trộn lên nó hòa quyện với nhau, mắm rồi này nọ nó mới rút vô trong đây nè, nó mới ngon được đó. Giờ đổ cải đỏ với gừng vô trong đu đủ nè, mắm nè, đậu kỳ nè, với 3 ký đường, với cái liều lượng này nha là 3 ký đường. Còn ở nhà mà nếu mình làm nhỏ hơn thì mình cứ chia nhỏ ra nha, mình chia nhỏ ra thì cái liều lượng nó vẫn y vậy, nhưng mà chia nhỏ ra nha đó, 3 ký đường vô, cho muỗng này nè, ít gì đi, cái gram gì đó, rồi xong. 3 cái nguyên liệu này nè đó, giờ mình trộn đều lên trộn cà phê trộn đều lên. Còn như vậy đó, là phải để tới 2 ngày cho tất cả cái gia vị này nè nó thấm vô cải nè, đu đủ nè, chất béo nè, chất mặn nè, chất thơm nè, nó hòa quyện với nhau cái nó trở thành một cái là mắm thái chay. Còn mình mới trộn gì á chưa dùng được đâu nha các bạn nha, mới trộn là không dùng được 2 ngày. Nên là cái thấy nó đẹp lần lần rồi đó, thấy chưa, khóm nè, đây là khóm nè, đây là cải đỏ nè, đây là gừng nè,
nè, đậu phi nè, rồi mắm đậu nè, bổ dưỡng dữ lắm. Cái này là dùng với cơm trắng, bánh mì, bún. Ở miền Tây mình cây đỏ còn được gọi là cà rốt đó nha các bạn. Tạo đều lên đó, cho đều lên vậy nè đó. Cái này mình sản xuất kinh doanh hộ gia đình cho nên là nó cũng số nhiều. Với cái này thì nó được 21 kg đó, có mình làm 2 kg. Giờ mình trộn xong xuôi vậy nè, đều hết rồi nè ha, mình cảm thấy đều rồi đó phải không? Mình đè nó xuống, đè nó xuống đó, đè xuống rồi mình đậy cho đậy lại cho không có vệ sinh, vệ sinh đặng mà rồi 2 ngày sau ha mình quay trở lại, mình để nơi thoáng mát ha. Cái này lúc nào vậy, đồ ăn thì phải để thoáng mát, mình để hầm quá thì nó cũng dễ bị không có rồi. Mắm mình á hoàn thành nè, mà mình phải để 3 bữa nha, và 3 bữa nè mình dở lên nè, đó sới ra, sới lên nè, đó thấy không, đó nó thấm vào cái đủ nè, lớp đu đủ rồi lớp này cải nè, rồi ba cái gừng nè, đó thấy không, đó đẹp ghê không nè, nè, đó. Là sử dụng bánh mì nhét vô giống như bì vậy đó, rồi ăn với cơm, ăn với bún, bún đó, mình rau đồ sống này kia đó để lên như này mình dùng được hết trơn nha bạn ha. Rồi mong sự đóng góp của các bạn ha, mắc hơn ngon hơn nữa. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều đó, ủng các bạn ha, ủng hộ kênh của Hiếu Quỳnh mình nha, khoe các bạn luôn, sữa nè, trồng kẽm nè được 3 trái, 15 năm được 3 trái lấy vốn được chắc được rồi ha. Nói vui thôi nghe các bạn nghe, nhưng mà sự thật á, trồng trong chậu đó 3 trái lần đầu tiên. Trước giờ á, mình cái cây vú sữa mình, cái trái á, mình làm cho nó đẹp thôi, còn bây giờ á, là mới trái thật á, nghe các bạn nghe, nói cho các bạn biết vậy. Trước giờ là vì mình vui thôi, mình vui làm này nó bự rồi nè, mà nó chưa có chín, bọc lại nè, cỡ này cây trái sao mà cũng hay có sâu lắm đó, đó bự, chắc còn bự nữa, còn bự nữa, chưa có thấy bóng bóng gì chăng á nè, đẹp ghê không, đẹp phái vui thôi các bạn ơi, cho mình khoái mình khoe vậy thôi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha, ủng hộ cho kênh của mình ha, mong cho kênh mình nó phát triển hơn nữa. Rồi cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ kênh Hiếu Huynh trong thời gian qua. Giờ đây các bạn có thể ủng hộ sản phẩm của ông bà Năm Châu Đốc qua các kênh Hiếu Huynh Shop trên Shopee hoặc Lazada, hoặc liên hệ qua số điện thoại 0986 827 867, Zalo 0986 827 867. Tất cả sản phẩm trên Hiếu Huynh Shop là các món đặc sản của Châu Đốc, mang đậm phong cách ẩm thực của người miền Tây. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.